Xin mến chào tất cả các anh em. Ở đây em đang có một bộ dàn giá rẻ của Victor. Victor Z7MD. Dàn này em đang bán với giá là 1 triệu 300 nghìn đồng. Những anh em nào ở xa thì em sẽ nhận ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Giá trên là chưa bao gồm phí ship. Chỉ cần bỏ ra hơn 1 triệu đồng thì các anh em có thể có một bộ dàn nội địa Nhật. Nghe nhạc vàng rất tốt ở trong phòng ngủ. Tất cả các chức năng đều hoạt động tốt. Máy này chạy một đĩa CD, một đĩa MD, FM thì bạn đài tiếng nói Việt Nam. Có cổng line in kết nối điện thoại máy tính. Đôi loa này có công suất là 70W. Đường kính bát là 10cm. Bát màng carbon. Chép giấy. Chiều cao của loa là 25. Và ngang của toàn bộ dàn là 45. Màn hình hiển thị chạy đèn LED 7 màu khá là bắt mắt. Với chỉnh màu ở đây. Chỉnh các chế độ AI quay mặc định của máy ở đây. Nút sao, rock, bốp và tăng bass 2 cấp độ. Chỉnh các chế độ AI quay mặc định ở nút sao ở dưới này. Rock, bốp. Tùy theo chế độ nhạc các anh em để. Ở bên đây là nút tăng super bass 2 cấp độ. Khay đĩa của dàn này thì là dạng lật. Đĩa CD ở trên và DMD ở dưới. Đây là cửa đĩa CD. Còn bên dưới này là cửa DMD. Đĩa nhỏ. Khi muốn nghe FM thì anh em ấn vào nút FM ở đây. Anh em dò kênh ở hai nút này. Trường mình nghĩ là chỉ có máy lạnh inverter thôi, chứ nếu mà cái loại thường thì ai mà chọn. Tại khi mình biết nó như vậy thì xài nó sẽ bị tốn chi phí nhiều hơn. Như vậy thì những người bán thì họ sẽ hướng đến những cái máy lạnh bình thường nhưng mà lại tiết kiệm điện hơn so với ngày xưa vì. Ok, bây giờ em test nhanh một đoạn nhạc đĩa CD trước. Một gian nhà tranh rất mơ đẹp, em lặng nghe tiếng.
chiều chính hơi phương trời cách biển đêm chờ và đêm mong người đi đi ngoài phố chiều nắng rớt bên sông người đi đi ngoài phố nhớ dáng xưa mình mơ hàng ghế đá chiều cống viên ngày xưa ngày xưa ngày xưa đã hết rồi người đi đi ngoài phố chừng bỡ ngỡ bơ vơ người đi đi. Em test tiếp qua đi em đi. Ok, anh em nào có nhu cầu mua bộ dàn này thì liên hệ với em trực tiếp qua số điện thoại ghi trên bảng tên đây. Cảm ơn các anh em đã theo dõi video này của em.